Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái bộ đính thờ mà đầy cũng không thể thiếu được trên bàn thờ nhà mình. Thì cái bộ đính thờ đây thì sẽ phù hợp với kích thước bàn thờ là 1m97 và rộng là 80cm. Thì các bác thấy đây là một bộ đính thờ gồm là một đính này, hai hạt, hai nến, bao gồm là hai cái lọ hoa, hai đôi đèn xen giữa và hai chân nến, ba cái bát hương, ba chóe và một ngai chén, mâm bồng và bộ ấm chữ phúc. Thì cái bộ này là rất thông dụng và rất được nhiều bác đặt hàng. Thì nhiều bác khi mà mua một bộ đính thờ đầy đủ thì các bác nên lưu ý những cái phụ kiện hay là những bộ đính thờ và cộng với lại phụ kiện sao cho nó hợp lý và bày trí một cách là nó rất là thoáng và khoa học nha các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ qua và quay cho các bác cái mẫu mà đang được nhiều bác đặt hàng bên em. Thì cái mẫu này là cái mẫu 60, đính ngũ sự 60, nó sẽ phù hợp với lại tất cả các kích thước bàn thờ nhà các bác. Miễn là các bác bàn thờ là trên dài trên 1m97 trở lên là có thể là đặt được rồi. Và em đã bố trí rất khoa học cho các bác có thể là xem để làm mẫu để về nhà mình đặt lên bàn thờ sao cho nó đúng cách và nó sẽ mang lại được nhiều tài lộc nhất. Thì các bác thấy là thông thường là đông bình tây quả đúng không các bác? Đây là đông bình tây quả, các bác nên đặt mâm bồng là phía hướng đông nhá. Đông bình tây quả đây ạ, phía tây là chiếc mâm bồng và phía đông là các bác để một cái lọ hoa nhá. Em hơi nhầm lúc nãy em chưa lót kịp đấy. Đây, các bác thấy là cái bộ ngai chén đây này, các bác nhìn cái bộ ngai chén làm từ chất liệu đồng vàng này đây, để các bác có thể rót nước vào nhá, rót nước hoặc rót rượu. Và cái này là cái ấm chữ phúc này. Đây là cái ba đài thì các bác biết rồi, thì các bác mà để trầu này, để trầu cau này, hay là để gạo, để muối này mà mình úp vào đây, mình dâng lên bàn thờ là rất là đẹp và rất là tiện. Còn để không gian thờ mà tăng phần ấm cúng hơn thì các bác mua cái đôi đèn sen dứa này. Đôi đèn sen dứa khi các bác thắp lên những ngày rằm này, ngày lễ này, ngày Tết này thì nó sẽ mang lại không gian ấm cúng hơn. Còn đây là cái ống hương thì nhiều bác có thể là để hương ra ngoài nên là bây giờ bên xưởng đã thiết kế cái ống hương để các bác có thể để hương vào đây cho nó tiện các bác nhá. Còn về cái phía về bộ đính thờ thì các bác đã xem nhiều video rồi. Thì có bác nào muốn quan tâm thì để lại số điện thoại bên dưới hoặc liên hệ với số online 0836173950 để được em tư vấn tất cả những bộ đính thờ làm sao phù hợp với kích thước bàn thờ. Em xin chào các bác, hẹn các bác ở video lần sau.